máy lọc nước nóng lạnh cao cấp số 1 Hàn Quốc Wells to Canlis. Công nghệ mới nhất, lọc nước trực tiếp, nước luôn tươi mới, không cần bình chứa, không lo sự phát triển của vi khuẩn trong bình chứa như các loại máy thông thường. Bộ lọc đa tầng Wells Multi Carbon Plus và Neo Nano Clean với công nghệ lọc độc quyền gồm 9 tầng lọc hiện đại. Loại lọc Wells Multi Carbon Plus qua 5 giai đoạn lọc, loại bỏ hiệu quả clo dư, kim loại nặng, vi khuẩn, virus, giữ lại khoáng chất tự nhiên trong nước. Loại lọc Neo Nano Clean qua 4 giai đoạn, lọc sạch đến 99,9% vi sinh vật độc hại, tạp chất, vi khuẩn, mùi vị khó chịu, mang đến nguồn nước sạch, an toàn, vị thanh mát dễ uống, đồng thời bảo toàn dưỡng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Công nghệ làm lạnh tức thì không cần bình chứa, với đường ống thép được làm từ thép không dỉ, đã được cấp bằng sáng chế độc quyền, giúp tiết kiệm điện hơn 35%. Lấy nước lạnh không giới hạn, cực nhanh mà không cần chờ làm lạnh nước như các dòng máy thông thường, để bạn thoải mái tận hưởng nguồn nước tốt, mát lạnh sảng khoái. Chọn Wells True Tenless, có nước nóng lạnh tức thì cho cuộc sống chuẩn tiện nghi.